các bạn thính giả và cư dân mạng thân mến, một số nhà nghiên cứu lịch sử cho rằng Võ Tắc Thiên là chính trị gia mạnh mẽ, giúp cho nhà Đường đi đến thống nhất, thịnh vượng, khai nguyên thịnh đế. Ngược với quan điểm của một số nhà sử học khác, còn so sánh giữa công và tội, cho rằng Võ Tắc Thiên vừa khôn ngoan vừa ngu xuẩn, thành tích trị vì thiên hạ trong 21 năm không có gì đáng kể, ngoài việc giết người không gườm tay và loạn dâm không trừ một ai. Dù sao đi nữa, Võ Tắc Thiên cũng xứng đáng là người đàn bà độc nhất cổ kim, và việc bà di chiếu không lập văn tự trên bia mộ cũng là nguyên nhân khiến hậu thế tranh luận chưa ngã ngũ. Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp cuốn tiểu thuyết Võ Tắc Thiên. Trong tâm trí Cao Tông lại hiện về cái chết của Hàn Quốc phu nhân. Ông biết chắc đó chính là độc thủ của Võ Tắc Thiên mà không có chứng cứ nói ra. Đành nhìn bà hoàng hậu độc ác với ánh mắt đầy căm thù. Võ Tắc Thiên đóng kịch rất giỏi, nước mắt cũng tuôn ra như mưa, khóc than cho Linh San đến khô cả cổ. Bà giả vờ như mình hoàn toàn vô tội, quát hỏi mọi người. Sau khi biết Linh San ngồi ăn chung với hai người chú là Võ Duy Lương và Võ Hoài Vận, hai người này không hề hấn gì hết thì chính họ là thủ phạm, chứ còn ai vào đây nữa. Võ Tắc Thiên liền ghép tội hai người đã hạ độc đứa cháu gái, mang ra chém đầu ngay tức khắc. Một lần bỏ thuốc độc bắn chết cả ba con chim. Võ Tắc Thiên đã vận dụng kế sách nhất tiễn song điêu của tướng quốc Án Anh thời Xuân Thu Chiến Quốc một cách tài tình. Thế là việc Cao Tông đã tiết lộ nguyên nhân cái chết oan uổng của Hàn phu nhân đã đi theo ba người họ hàng của bà ta xuống chốn suối vàng. Hình như Võ Tắc Thiên vẫn chưa hài lòng. Sau đó liên tiếp bà ta thanh toán cả những họ hàng khác chỉ vì một vài lỗi lầm nhỏ nhặt nào đó. Điển hình nhất là đứa cháu gái Lý Huệ Tiên, tức Vĩnh Thái công chúa, bị giết chung với chồng là Võ Diên Cơ, chỉ vì nhân lúc ăn uống, có nói mấy lời nói bóng gió, phê bình việc hoang dâm của bà ta. Võ Tắc Thiên cho rằng trừng phạt nặng nề đối với họ Võ, tức là biểu lộ sự anh minh, không bênh vực họ hàng, thật ra là ngụy biện mà thôi. Tính cách hiếu sát của Võ Tắc Thiên được một số ít người bênh vực, cho rằng ở tình thế cô thân độc mã như vậy, bất cứ nữ nhân nào cũng phải áp dụng chính sách tàn bạo, không thể nhân nghĩa mà duy trì được địa vị lâu dài. Võ Tắc Thiên bản chất đã thích việc đa sát, lo sợ cho địa vị của mình, thì không còn cách nào khác là phải giết. Giết để diệt trừ toàn bộ mầm mống nguy hiểm, giết để làm bài học cho những kẻ còn phân vân chưa tuân phục. Càng giết nhiều, bậc thang tiến thân càng thênh thang rộng mở. Đó chỉ là ngụy biện, bởi ngay cả khi không hề có nguy hiểm, thí dụ như chỉ vì chút tức giận, Võ Tắc Thiên cũng phải giết mới hài lòng. Từ Cao Tổ Lưu Bang nhà Hán cho đến Thái Tổ Chu Nguyên Chương nhà Minh, hầu hết các bậc đế vương là nam nhi trượng phu cũng đều phải lấy việc giết người ra để củng cố ngai vàng đó sao? Nếu lý luận như vậy thì việc giết người của Võ Tắc Thiên có vài điểm châm chế. Bởi nghĩ kỹ lại, bà ta không còn võ khí nào khác để trấn áp từ triều thần cho đến người dân. Nhưng riêng về mặt hoang dâm thì không còn gì bàn cãi được nữa. Võ Tắc Thiên dâm loạn đến mức độc nhất vô nhị. Thời trước là Lã Hậu, thời sau là Từ Hy Thái Hậu. Nếu đem so sánh, đều chỉ đáng là đệ tử của Võ Tắc Thiên về việc dâm lạc mà thôi.
Theo nghiên cứu thì đa số các bà hoàng hậu, quý phi trong cung cấm đều ít nhiều có thông dâm hay thác loạn với bọn thái giám. Đó là vì nguyên nhân họ bị áp chế về mặt tình dục, một bản chất tự nhiên của con người. Có những hoàng hậu hay phi tần táo tợn đến mức đem cả trai trẻ vào thỏa mãn, nhưng không có ai công khai và trơ trẽn bằng Võ Tắc Thiên. Chỉ cần xem xét hai việc loạn luân từ khi còn trẻ với Cao Tông Lý Trị và sau này cùng vui thú với tình nhân của con gái Thái Bình công chúa, người dễ dãi tới đâu cũng phải lắc đầu ngao ngán. Các vị hoàng đế thừa cơ hội để chiếm đoạt mỹ nhân trong thiên hạ, lấy làm của riêng cất giấu trong tam cung lục viện. Thế mà vẫn không có ít vị sẵn sàng thông dâm với vợ người, vợ của đại thần. Người ta đổ cho nam tính luôn luôn thích của lạ. Nếu vậy thì về phương diện này, Võ Tắc Thiên càng cao cường hơn. Bởi từ viên ngự y già Thẩm Nam Cù cho đến đạo sĩ Minh Sùng Nghiễm, rồi hòa thượng Phùng Hoài Nghĩa, vân vân, chưa tầng lớp nào bà ta chưa thử thách cho biết. Chỉ khi đã cao tuổi, Võ Tắc Thiên mới đành phải vừa lòng với hai tên trai trẻ Trương Xương Tông và Trương Dị Chi. Rốt cuộc, ai cũng phải công nhận bản chất của Võ Tắc Thiên là hoang dâm, không còn điều gì bênh vực được nữa. Nắm bắt được ý thích của Võ Tắc Thiên, không ít bọn quần thần cũng trơ trẽn hùa theo. Điển hình nhất là việc thượng xá nhân phụng ngự tên là Liễu Mô can đảm dâng sớ tự giới thiệu con trai của mình là Liễu Lương Tân, khi ấy mới vừa 20 tuổi, xin được vào cung hầu hạ hoàng hậu. Trong sớ tấu, Liễu Mô tả vẻ nước da trắng như sữa, bộ râu rất đẹp và nhiều bộ phận khác hùng dũng của Liễu Lương Tân, cam đoan là hoàng hậu phải vừa lòng. Võ Tắc Thiên đã cho gọi Liễu Lương Tân vào thử thách, nhưng chỉ vài ba ngày đã thải hồi vì lời giới thiệu của Liễu Mô không đúng với những gì mong đợi, ít nhất là không đạt được yêu cầu với sự dẻo dai bền bỉ của bà. Về mặt tình dục, Võ Tắc Thiên cũng độc nhất vô nhị như tham vọng của bà ta. Tuy nhiên Liễu Mô cũng được ban thưởng thăng lên một cấp. Tấm gương sáng này thúc đẩy bọn vô sỉ nôn nóng hơn. Hầu như tên nào cũng đã có lần giới thiệu. Đặc biệt một viên quan nhỏ tên là Tả Xám, thấy đồng liêu được Võ Tắc Thiên ban khen thì sốt ruột quá, dâng sớ tự giới thiệu chính mình. Rốt cuộc hắn không thành công nhưng cũng đủ để cho bọn hèn hạ thi nhau bắt chước. Điều bỉ ổi nhất là những giới thiệu ấy đều được dâng lên theo con đường sớ tấu, từng giống như những việc quân cơ cần kíp hay đại sự quốc gia. Thế mà Cao Tông và Võ Tắc Thiên cũng chẳng thèm để ý. Luật lệ nhà Đường trong thời kỳ này xuống dốc thậm tệ. Theo ghi chép của sách Cựu Đường Thư, thì cho đến khi Võ Tắc Thiên hơn 70 tuổi, tức là đã là Võ Hoàng Đế, không đêm nào bà ta ngủ thiếu bóng nam nhân. Đó là vấn đề mà hậu thế không thể hiểu nổi. Tranh luận khá nhiều mà vẫn không tìm ra nguyên nhân tại sao Võ Tắc Thiên lại mạnh mẽ đến như vậy. Do bản chất trời cho hay là bà ta có bí quyết gì đặc biệt? Tại sao khi còn trẻ trung làm tài nhân cho Lý Thế Dân, bà ta không lộ bản chất này mà phải chờ đến khi cao tuổi? Hoặc là nhờ ăn cao lương mỹ vị, chân châu dược thảo mà như vậy. Tất cả đã được giải thích bằng lời đồn đại của người dân, kể từ khi Võ Tắc Thiên thông dâm với quan ngự y Thẩm Nam Cù.